Ta-da! Nhớ xíu, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cô Ca. Hôm nay các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này chúng ta sẽ có những gì cho các bạn. Trong màn hình mình sẽ có là tuyển tập 4 tập của chuột Jinbui nha các bạn, cùng tác giả với bộ huyền hội Doraemon các bạn. Chúng ta có Học viện siêu anh hùng tập 34, Thánh thạch Ravay tập 8, Rantaro Ninja tập 5 và 6. Rồi đây chúng ta sẽ có những quy chuyện mình tiến hành review trong cái đợt này nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới. Nếu video này sau một tuần đạt được 1000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình để các bạn vừa quyền tự chọn nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nha những quy chuyện trước khi mình review chính thức hơn về những quy chuyện này nha các bạn. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá Học viện siêu anh hùng tập 34 nha các bạn. Thì giống như tập trước, đối với tập này chúng ta cũng tặng được cái bút mát hai mặt nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu nha, cực kỳ nhỏ luôn. Mình vẫn ước như ngày nào là nó lớn hơn nhiều các bạn. Rồi chúng ta được một bì rời vì vẫn được cán bóng và theo đúng phong cách của Học viện siêu anh hùng nha các bạn. Phần mặt trước là một hình ảnh, còn mặt sau là các hình ảnh ghép lại bởi các đường hình chữ nhật, đường song song nha các bạn. Ở đây mặt trong toàn bộ sẽ không có trang màu nào hết, chuyện được in shop bình thường thôi. Nội dung của tập 34 nước Mỹ, yêu cầu cứu viện từ Nhật Bản, quan trọng nhất là đích thân hay anh Mai đã đứng ra nhờ giúp đỡ. Sao ta có thể không đi chứ? Hỡi gã On Phone đang đe dọa an nguy của toàn thế giới kia, ta sẽ chiêu diệt người ngay từ đây, nhân danh tự do. Thay and Cry Sinner Ruth Ancha. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một số phía dưới. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.